Cùng với việc chắc tay súng bảo vệ biên cương của Tổ quốc, thời gian qua tại đồn biên phòng A Mú Sung, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị còn hăng hái nhiệt tình tham gia các lớp học xóa mù chữ cho bà con dân bản. Hình ảnh người thầy giáo mang quân hàm xanh đã trở nên quen thuộc với đồng bào các dân tộc nơi đây, qua đó góp phần tô thắm tình quân dân nơi biên giới. Mặt trời xuống núi cũng là lúc cái lạnh bao phủ xuống các bản làng vùng cao. Tuy vậy, ở thôn Nậm Giang 2, xã Nậm Trạc, huyện Bát Sát, nơi có đông đồng bào dân tộc Dao và Mông sinh sống, gác lại những mệt nhọc sau một ngày lao động vất vả, các mẹ, các anh, các chị lại cùng nhau đến lớp với niềm hứng khởi mong học được các chữ. Từ hồi nhỏ là cũng bố mẹ cũng nghèo khổ, không được khó khăn mà không được học hành. Mà bây giờ Đảng nhà nước rất quan tâm là mở cái lớp xóa mù này. Để cho là cái mở cái lớp này rất là phấn khởi, bà con rất là phấn khởi mà được học hành như này là rất cảm ơn. Điểm trường Nậm Giang 2 nằm treo leo trên đỉnh đồi, cách trung tâm xã Nậm Trạc hơn 7 km. Lớp học có 20 học viên do cô giáo Triệu Thị Huế, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Trạc và thiếu tá Vũ Mạnh Hà, đội vận động quần chúng của đồn biên phòng A Mú Sung luân phiên giảng dạy. Chúng tôi đã phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương, các nhà trường trên địa bàn, vận động quần chúng nhân dân tham gia học tập lớp xóa mù thôn Nậm Giang 2. Trong thời gian thực hiện, chúng tôi thường xuyên đến từng hộ gia đình, động viên từng học viên đến lớp đầy đủ, vận động học viên và mọi người dân tạo điều kiện hết mức để hoàn thành lớp xóa mù chữ. Với bà con nơi đây, thiếu tá Hà, cô giáo Huế vừa là người thầy, vừa là người thân, vừa là người bạn giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tự ti để mỗi tối đến với lớp học. Với sự động viên của anh Hà, cô Huế đã khơi dậy tinh thần học tập, mong muốn biết được chữ, có thêm kiến thức, từ đó có thể ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cải thiện thu nhập cho gia đình. Từ lúc bắt đầu học là tôi luôn sắp xếp công việc ở nhà, đi học đúng giờ, vận động mọi người đi hoặc cùng nhau đi học để giao lưu chữ viết và chữ đọc ạ. Lớp học xóa mù chữ ở Nậm Giang 2 không chỉ đơn thuần là học chữ, học số, mà giờ đây đã trở thành ngôi nhà chung để các học viên và giáo viên cùng chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống, bàn chuyện làm ăn. Qua đó, bà con cũng gắng sức chung tay với bộ đội biên phòng xây dựng và bảo vệ biên giới của Tổ quốc ngày càng phát triển, vững mạnh.